Còn tại Hà Nội thì câu chuyện em bé 4 tuổi bị bỏ quên tại trường mầm non xảy ra ở huyện Mỹ Đức cũng đang được dư luận hết sức quan tâm. Trong khi gia đình cho rằng cháu bị nhốt trong nhà vệ sinh thì phía nhà trường lại cho rằng cháu chạy ra khỏi lớp và cô giáo không kiểm soát được khi tan trường. Khi vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ thì điều bất ngờ, chính quyền huyện Mỹ Đức lại cho rằng đây là chuyện bình thường. Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng anh Mai Văn Bình, cha của bé gái 4 tuổi, tỏ ra không hài lòng về cách trả lời của nhà trường và chính quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo quan điểm của anh, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng việc phủ nhận cháu bé bị nhốt vào nhà vệ sinh, theo anh là thiếu trung thực. Từ hôm đấy giờ gia đình chưa có một cái lá đơn vào, mà chưa có một cái văn kiện nào đi đâu cả, mà chỉ có vẫn chờ đợi để nhà trường có sự giải quyết như đã nói trên với gia đình. Nhưng gia đình cứ ngóng mãi, bây giờ là hơn một tuần rồi, nhưng chưa có hồi âm nào cả. Để tìm hiểu đầy đủ ngọn ngành sự việc, chúng tôi đã có mặt tại trường mầm non Hương Sơn. Tuy nhiên, mặc dù đã có sự đồng ý và tạo điều kiện chia sẻ thông tin của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, nhưng rất khó khăn chúng tôi mới gặp được cô giáo hiệu trưởng. Khi cung cấp thông tin, vị hiệu trưởng này cho biết hai giáo viên đã nhận lỗi và thừa nhận việc quên học sinh tại trường, nhưng không phải quên trong nhà vệ sinh. Khi được hỏi về sự trung thực, giáo viên vẫn khẳng định bé gái đã ra khỏi lớp trước khi các cô giáo khóa cửa ra về. Thế thì tôi cũng đặt cái câu hỏi với các cô đấy, thì các cô ấy bảo là thì chúng cháu cũng đấy là lãng quên cháu ấy đi thì cũng không biết là cháu ở lấy lúc nào, đấy là sai sót cô ấy. Thì tôi thấy cái sự việc như thế là các cô ấy sai đấy, không, cái thứ nhất là phạt các cháu không có thời gian, cái thứ hai là lại không biết là cháu chưa không trả phụ huynh học sinh đến tận tay phụ huynh. Vị hiệu trưởng cho biết thêm, nhà trường và gia đình không tìm được tiếng nói chung về bản cam kết, do phụ huynh học sinh chỉ đồng ý khi các cô giáo thừa nhận đã quên con họ trong nhà vệ sinh. Trường mầm non Hương Sơn hiện có 1.300 học sinh và gần 120 cán bộ giáo viên. Ngôi trường được xây dựng theo chuẩn quốc gia nên số học sinh trong một lớp không vượt quá 30 em. Tôi đang có mặt tại lớp học mà bé mầm non 4 tuổi được gia đình cho rằng là đã bị cô giáo nhốt vào nhà vệ sinh và bỏ quên đến chiều tối. Và với một không gian tầm độ 50m² như này và sĩ số là 29 học sinh, lý do cô giáo đưa ra trong bản tường trình đó là đã quên không biết em chạy đi đâu, đã làm cho rất nhiều người đang băn khoăn về trách nhiệm của một người giáo viên. Theo quy định của nhà trường, phụ huynh sẽ nhận trẻ trực tiếp từ giáo viên tại cửa phòng học. Do vậy, bé gái không được người nhà đến đón trực tiếp đã phần nào cho thấy sự tắc trách. Cháu ra bạn này đến đây rồi, tôi cũng không thở lỏng ra đâu. Tôi đến tôi gặp chị thì chị mới đưa cháu cho tôi. Trước vụ việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã yêu cầu đình chỉ hai giáo viên phụ trách bé gái đến ngày 30 tháng 3 để tìm hiểu vụ việc, đồng thời đưa ra quan điểm chỉ đạo không bao che, dung túng cho sai phạm của giáo viên. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cho rằng cần có cái nhìn cởi mở hơn về vụ việc này. Ở vùng miền, ở quê đây là thế. Có thể sáng mẹ đi gửi, nhưng chiều ông đi đón, nhìn thấy ông chồm lên xe ông ngay, hoặc nhìn thấy bác đến ra bác ngay. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường văn hóa ở địa phương đây, nó là như thế. Theo quan sát của chúng tôi, lớp học của các bé được thiết kế khép kín, nhà vệ sinh nằm trong lớp học và không có khóa ở ngoài. Do vậy, việc bé gái bị nhốt quên trong nhà vệ sinh mà giáo viên khóa cửa ra về, sau đó bé gái được đón trong sân trường là điều khó xảy ra.